Xin chào các bạn. Đây thì mình mới mua thử cây táo Thái ở trên mạng. Thì người ta chuyển hàng về cho mình bằng một cái quấn vào trong cái bìa cắt tông như này các bạn. Đấy thì mình mua hai cây với cái giá của nó là 240.000, một cây là 120.000. Táo Thái mình về mình thử trồng xem thế nào. Đây các bạn. Đấy thì hai cây thì không thấy người ta quấn, không thấy bị gãy và ra rất là nhiều hoa, cây rất nhỏ mà có hoa thì chắc là đúng là táo Thái rồi các bạn. Chứ táo thường thì nhỏ như này thì không thể nào có hoa được. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ trồng một chậu nhé các bạn. Mình sẽ chuẩn bị một cái chậu như này. Chiều ngang 40, chiều cao khoảng 30. Và sẽ cho cái xác than tổ ong xuống dưới. Đây mình dùng cái đất trồng cây người ta bán sẵn ở trong bao thì nó sẽ có trấu và sơ dừa sẵn rồi. Đây bây giờ đến cái công đoạn là chuyển cái cây táo này sang.
Đây các bạn, mình mua cái loại đất trồng của hãng Phú Thọ Xanh đây. Thì cái này người ta đã trộn đất với cả giá thể rồi, nên mình không phải trộn cái gì cả, cứ từ bao mình đổ vào luôn thôi nhé các bạn. Đấy, sau khi mình trồng cây táo vào chậu đấy, thì là cái đây là cái giống táo Thái mình mua trên mạng. Thì cái cây mình mua về thì cũng rất là giống với cái cây mà người ta quảng cáo ở trên mạng đấy. Thì cái cây này nó ra rất là nhiều hoa, thì mà giống táo Thái của nó thì có cái đặc điểm là cái thân của nó, đây cái thân của nó là có màu xám. Chứ nếu mà táo của mình ý, thì là nó sẽ có màu nâu đỏ. Còn táo Thái ấy, là nó sẽ có màu xám xám nhé các bạn. Non thì nó chưa xám, nhưng càng già nó sẽ xám lại. Giống táo Thái thì nó sẽ ra quả quanh năm. Đấy, và khi trồng xong thì kiếm một cái que ghim vào cái thân nó để cho gió nó khỏi lay gốc, và ta sẽ tưới nước cho nó các bạn. Sau đó ta để ở chỗ râm mát khoảng một tuần thì cho ra ngoài trời nắng. Đấy, thì hôm nay mình mua thử một cây táo Thái trên mạng về, và mình chia sẻ luôn cách trồng vào chậu. Chỉ đến đây mình tạm dừng video. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.